Cửa Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay có một lô máy cưa xích Nhật bãi giới thiệu qua các bác ạ. Và lô cưa ngày hôm nay thì có được đa số là những hệ cưa cắt gia đình và tầm trung. Có được hai cái máy cưa tay cụt này và ba cái máy cưa tầm trung của những hãng cưa như Tanaka, Echo, Komatsu, Makita và một cây cưa Shinawa 398 máy cưa cắt khai thác này. Thì, số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923 và số đó có thích hợp với Zalo. Các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo với em đều được nhé. Và những cái hệ cưa bên em là đều bao ship bảo hành các bác là 9 tháng á. Và tặng đủ 3 món đồ, tiếp mở buji, rũa cưa và tua vít chỉnh chế. Và khi em giao hàng đến nơi các bác được kiểm tra máy và được thử máy luôn. Đó. Và những cái máy này thì em đã kiểm tra nòng bô, kiểm tra tất cả các chi tiết và đều là những hàng tuyển lựa. Đấy. Đã nổ ngon rồi, tiết nhớt đầy đủ hết, chuẩn hết rồi. Em quay trên clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu từng cái hệ máy và đọc thông số cân nặng và test nổi các bác dễ dàng trải nghiệm rằng hệ cưa nào đang phù hợp với công việc gia đình nhà mình. Thì đầu tiên là những cái hệ cưa máy cắt gia đình neo trèo cắt cành tỉa nhánh. Thì em có được cây máy cưa Tanaka ECS33. Cái máy cưa này là 38 ly bác nhá. Dòng cưa nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Máy này thì có phần cò bóp đây này. Thế khi bác giật máy bác bóp này vào thì độ dễ nổ nó rất là cao. Trọng lượng cân nặng 3,5 cân. Về lam xích này, lam còn rất là đẹp này. Cây này thì lam nguyên bản, màu sắc của nó rất còn nguyên bản, rất mới. Đã kiểm tra nòng bô ngon lành. Đó, mã C1 để giá là 2 triệu đồng. Mặt gỗ nó khô ấy thì nó sẽ không bị bó xích. Nếu như các bác làm cảm thấy nhiều quá thì các bác có thể chỉnh xuống ở đây được. Đây phần chỉnh ở đây, các bác chỉnh ra giữa này nhá. Là vừa tầm hơn. Có dấu cộng, dấu trừ ấy, lên trên thì là ra nhiều nhớt và dưới này ra ít nhớt. Tiếp theo cái máy cưa số 2, dòng cưa máy Echo. Echo GC302. Có công suất là 32cc, nòng máy 38 ly. Đó. Hệ máy cưa này nhỏ gọn nhá, hệ cưa tiết kiệm xăng và dòng cưa máy Echo. Máy có nhìn qua lam của nó này, cực kỳ mới luôn. Đó, cây này là hàng tuyển lựa rồi. Các chức năng của nó hoạt động như mới. Đó, khóa xích bơm xăng phụ đầy đủ hết. Dòng này thì chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Hai chân máy ốc lam nhá, tăng chỉnh ốc lam ở phần lam luôn. Đó. C2 để giá là 2.100.000. C302 đấy, make in Japan ở phần máy luôn nhá. Đó, còn bơm xăng phụ phần trên này, khóa xích này, có gạt xuống nó khóa an toàn xuống này, khóa luôn. Đó, ok, cây này thì độ mới cao và các bác sử dụng hệ này thì siêu bền bỉ luôn rồi, nhớt lam ra đều. Đó, ok, tiếp theo đến cây máy cưa số 3 cũng là một dòng cưa Echo trắng. Hai cái hệ này thì đều là dòng của Echo, nhưng mà cái dòng này là hệ cưa tay cụt và dòng này hệ cưa tay dài. GC304 này, cây này công suất là 34cc, nòng máy là 39 ly. Cây này thì là hệ tay dài, cắt tỉa, cắt nhánh, cắt củi và cắt phân đoạn. Đấy, các bác cắt phân đoạn gỗ ra, chẳng hạn như các bác cắt cành gỗ, mặt gỗ lớn, thoải mái luôn. Cắt cây đứng cũng được. Máy thì hai chân ốc lam, lam của nó còn nguyên mới luôn các bác nhé. Lam còn nguyên chữ Gren này, lam dài là 45, mặt cắt của nó là 40. Máy thì chạy xích chung 91. Đó. C3 để giá là 2.200.000.
Nếu như các bác nào mà cần cắt gỗ lớn, cắt gỗ gia đình, cắt gỗ, cắt củi, cắt cành, leo trèo thì các bác cắt những công suất tầm 32 đến 34. Đấy, còn nếu như các bác cắt gỗ tầm trung, cắt bằng mặt gỗ, bằng sâu sơn thì tầm công suất là từ 34 cho đến 38. Còn nếu như các bác cắt khai thác thì các bác cắt những hệ phân khúc từ 40cc đến 60cc. Đó, thì để các bác dễ dàng là hiểu được rằng là cái form công suất thế nào là phù hợp với hệ cưa gia đình nhà mình. Còn nếu như bác cắt chỉ cắt củi nhỏ thôi thì các bác nên chọn những cái dòng máy cưa nhỏ này. Thứ nhất là sử dụng nó đơn giản, thứ hai nữa là mang vác được đi dễ dàng, tiết kiệm xăng. Còn cắt gỗ lớn thì các bác chọn những cây gỗ lớn cắt công suất lớn đằng sau nhé. Còn hôm nay em hơi khàn tiếng nên em quay hơi vội vàng. Còn anh em nào mà cần thêm thông tin gì có thể gọi điện trực tiếp, em sẽ tư vấn thêm. Tiếp theo này, cây máy cưa số 4 này. Cây này là dòng cưa Komatsu G3002, có công suất là 32cc và hệ máy này chạy xích chung 91 bác nhá. Dòng máy 38 ly. Hệ máy này có giật trợ lực này. Đời máy cao các bác nhá. Hệ này chạy cực kỳ ngon luôn. Bơm xăng phụ đầy đủ, khóa xích này. Đấy, xích máy thì đã lên xích mới nhá. Ok. Cây máy cưa số 3 này đang để giá là 2,3 triệu. Giật trợ lực nhẹ nhàng luôn. Nó có hai phần. Chỗ này là đổ xăng pha nhớt ở cái nắp đen này. Còn nhớt lam các bác đổ ở cái nắp màu trắng này nhá. Đấy. Bởi vì phải nói rõ trước từ đầu, không anh em về nhà đổ nhầm lẫn hết, bởi vì chưa sử dụng bao giờ nên là hai nắp để gần nhau cũng khó phân biệt. Nên nắp đen là đổ xăng pha nhớt. Đấy, còn nắp trắng là đổ nhớt lam. Số 5 dòng cưa máy Makita 333. Cây này thì một cái hệ dòng cưa Makita mà nó có được cái phân khúc cưa là tầm trung và có giật trợ lực bác nhá. Dòng cưa này thì công suất 33cc, dòng máy 38 này. Lam của nó thì rất là đẹp này, còn nguyên chữ Makita luôn. Và chạy xích chung 91, lam dài là 40, mặt lam cắt 35 này. Bô vọng cực kỳ sáng nhá. Đấy, khóa xích đầy đủ luôn. Giật trợ lực nhẹ nhàng. Đằng trước này là đổ xăng pha nhớt bởi vì cái chế nằm bên trên này. Còn đằng sau này đổ nhớt lam, là cái nhớt này nó bôi trơn lam đây. Nhiều anh em thì lại nhầm tưởng rằng là như cái máy 4 thì xăng đổ riêng một lỗ chỗ mà nhớt đổ riêng một chỗ. Công nhận là nó đúng như vậy, nhưng là xăng pha nhớt đổ vào một chỗ và nhớt đổ một chỗ là nhớt bôi lam trơn lam. Chứ còn nhiều anh em bảo là cái nhớt mà như 4 thì ấy là đổ vào bên đây và đổ xăng trắng vào đây, là đổ hai bên khác biệt nhau, mà đổ xăng trắng ấy là chỉ lột lòng thôi. Các bác chú ý là cái dòng máy cưa là động cơ 2 thì mình phải pha nhớt 2T nhá. Ok, tiếp theo cái máy cưa số 5 này đang để giá là 2 triệu đồng. Cây máy cưa cuối cùng ngày hôm nay là cây máy cưa số 6. Cái này là Shinewa 398, hệ này cùng đời với lại là Shinewa 400 với 488. Hệ máy rất là hùng, rất là lớn với nhá, rất là hầm hố. Cây này thì lam dài là 45, mà lam cắt 40. Và trọng lượng cân nặng của máy này thì rơi vào tầm 5,5 cân. Đấy, xích máy thì đã là trang bị sợi xích mới, xích 325, lan máy tản nhiệt nhá. Hai chân ốc lam. Hệ cưa này sử dụng cưa cắt khai thác chuyên nghiệp, có cò van xá và phần máy hơi này. Đấy, kiểm tra nòng bô còn nguyên vật ngang, còn rất là đẹp. Bô bọng bao zin, máy móc bao zin hết nhá. Ok, C6 2,8 triệu đồng, hệ cưa cắt khai thác chuyên nghiệp. Ừ.
Ok, và đây là 6 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua chiếc máy cưa nào đấy ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho cửa hàng em, xin nút like nhé, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.